sao thì cũng có món nhái như thế. Hai đứa thích ông rồi để đó, ngồi cho chân lớn ông. Dạ. Yeah. Chứ ngồi hả thì chỗ đâu ngồi. Hai ông lớn ngồi trước. Sao vậy sao vậy? Cầm cái mũi chạy nó đi nó chậm. Con nít là phải ngồi trước này. Sao? Không sao hết. Nhưng mà đúng rồi giờ chứ. Em nó nặng đó. Có phải mấy 80 kg gì đâu nặng. Đó cái mũi nó chúi xuống chứ không thôi mũi nó bật lên. Đã không? Đó là bèo nè, dạ. À. Là anh Liêm phải ngủ đi cái này nè. Nắm tay giường hang không? Nắm tay giường hang. Kéo nó cao lên khang. Con gì nó đang đi trên bèo kìa. Bèo. Đi trên bèo không á? Đi trên bèo kìa. Kìa chim kìa. Chim kìa. Đi trên bèo đó. Mấy con đi trên bèo đó. Giờ xung quanh là có nhiều lắm á. Con phải nhìn xung quanh. Con chịu nhìn xung quanh hỏi đâu anh chụp chụp cái anh chụp hả? Đang quay. Cho anh chụp chị em vậy. Ờ bạn vậy đó. Lúc này hả? Lúc dưới này vậy? Ờ không phải, để bấm ở trên đó thì nhấn ngay chỗ đó. Chỗ màn hình ở trên màn hình đó em. Rồi. Đây chị em chụp. Đi không? Ba bốn tám luôn, có lỡ tấm nào lỡ. Cảm ơn em nha. Liếc nhờ cái anh bên sau. Nhờ anh đợi, nhưng mà không nhờ chụp hình chụp. Chụp nghe chứ. Ngồi đây đã. Thôi đừng rồi. Ôi trời ơi. Này quay anh vô coi. Vừa có anh rồi, vừa có cái chụp luôn. Nhìn ngoài đẹp hơn, mà chừng nào mà nhìn sao nhìn nó dòm. Ừ. Lát á mình leo lên đồ giống cảnh á, con mới nhìn nó không dòm, nó mới đẹp. Nó có leo lên cái đồ giống cảnh nó nhìn xa. Đâu mình đâu vô đây cho bạn. Ờ cái tháp giống cảnh. Chúng mới lo vô ngay. Bấm vô chỗ. Bono giơ tay lên coi. Đó mà nhìn Bon giống Lý Minh Trung quá, giống hiểu không biết. Con có một bên à. Giống hiểu. Nước đó con nè, nước này bèo Nhật Bản quá trời nhiều luôn nè. Nó dạt ra. Bảo đảm đó, cái này bà bèo rồi anh. Ôi, bèo quá chừng nè. Ôi, đẹp quá hả? À. Giống cánh đồng nha. Chạy vô cỏ. Con kéo nó cao lên coi, cho rõ cái mặt ha. Mình tưởng là chiếc tàu nó thấm dưới lòng đất. Hay quá. Tưởng tượng hay quá. Ở đâu mà không vô đâu.
từ chiếc tàu thấm vào lòng đất luôn hả? Nè nhìn kỹ nè, nhìn trên mấy đầu cây là sẽ thấy. Nè vô gần ơi, buổi chiều á chim nó về vô gần ơi. Đừng chạm này bông lông có đậu không? Bao nhiêu quá? Đi to không á? Tôi dưới lên. Ba vậy, và còn mấy mấy cái bèo ở dưới đáy nữa sao? Đâu có bèo chứ. Đâu có, nó bèo nó nổi cho mặt nước. Qua thôi nó không ghét luôn. Nổi lên bên cho mặt nước. Lại mà chạy qua rồi. Cái ngay cái cầu bên đây cầu. Dạ, 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 này dẫn cơ quan vô tham quan được á, biết chỗ rồi đó. Bây giờ là về về cái xứ này là có được thấy chỗ đi chơi ha. Đi bằng chỗ lại hả? Hai có thấy cái chiếc à? Thì đúng rồi, bây giờ có mấy điểm mà dẫn dẫn cơ quan về chơi. Đi quan chở mẹ đi. Ở phòng đồ gì chào luôn á. Vô đây kiếm cá lóc với tôi rồi ăn. Nghe nói cá con này ăn đấy còn bắt đùi bắt đùi á. Hả? Trời ơi. Dễ gì? Đâu phải dễ ăn. Ồ cá kìa. Cá nhảy quá trời luôn. Thôi à. Để luôn cái con kia nữa kìa. Ở đây cá dữ lắm cá. Ủa dừng hai cái này là còn cái này mà tới mùa nước lũ là nó còn cao hơn nữa phải không Đặng? Ừ. Phải không? Cao hơn mấy mét nữa phải không? Ghê vậy. Chút này vô đây ta bơi xuồng. Còn cái xuồng bơi nữa. Thì hiện giờ là nước kiệt nè, thành ra là nó ta bơi thì chở mình. Còn chiếc xuồng 450 vậy đó. Trong đây nó an toàn lắm, nước này nước ngang gần rõ rõ. Nhưng mà nó lúng lắm. Lúng mà nó có cây rồi nó không có chống chiếc gì. Thì ba mấy năm. Có giọng có gì đó. Đó rồi tới. Còn chạy vô giọng nữa. Để giọng nữa. Để giọng chưa phải ghé đây cho tôi cái nữa, ai đi vô ai về về. Cái đổ đá đường con xe máy đi thẳng từ đó rồi đi vòng từ đây được. À. Mà đi cái này nè. Đi. À, rồi. À, rồi. 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 Đi mua à. Đi đi đi. Rồi lên. Lên lên. Lên em. Lên nắm tay ba nè. Rồi lên. Ô nữ hoàng Ai Cập là ở đâu đây? Rồi đến bến. Từ từ con. Rồi bây giờ cái đoàn mình ngồi ghế nghỉ. Rồi ngồi ghế nghỉ. Long đây long đây. Rồi ngồi chơi đi, rồi chút xíu tới tua xuồng. Tới bơi xuồng. Vô trong lều chỏng rồi chơi đi. Cho ké cho nghe, cho quay ké nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi. Mẹ ơi qua đây. Dung ơi. Chừng là có em bé cho nó an toàn hả chị? Rồi. Đi ngay giữa con. Con sao mé người chị? Rồi ơi, Khang lên con, Khang lên đi con. Ê, con. Ai lên trước thì phải ra tuốt làm sao? Chứ con ngồi như vậy người ta đâu có đi. Ê, ra kìa, con đi đi với ba con đi. Đi với ba con đi. Khi bé ra bớt. Lên, đi lên. Khi bé ra bớt. Rồi rồi em xuống, em xuống đây lên. Con ơi, đi xuống khác. Rồi lông lâu Khang xuống, Khang xuống dưới đi con, xuống dưới. Xuống dưới. Anh đang chỉnh. Không có ấy. Mình phải nghe sự phân công. Rồi. Rồi rồi gì xong rồi phải không? Rồi con ngồi đây nè bón, là con ngồi đây nè Khang, là Long. Con ngồi băng ghế nè, ngồi ba trước băng ghế nè con. Bước qua. Ừ. Rồi ngồi xuống. Đó, rồi nguyên nhà mình. Đi ba xuồng rồi chịu lấy đâu đắp vô một xuồng. Tức là đếm đầu người là 10. Rồi đi lên. Xuồng bự là dồn hết vô một xuồng luôn hả? À. Lên đi con, lên đợi xuồng mới. Đếm người chứ đâu nói đếm vé. Lên để ba chụp hình cho mẹ cái. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn chị. Không muốn rồi. Ấy xuống đây mà không được đòi đi lên gì nữa. Bà mà cười cục quá. Ủa sao ta kêu ta đi lên? Thì mình đếm theo đầu người, còn họ là họ tính theo đầu vé.